công mẫu và anh cực kỳ tiểu thư công chúa dành cho tất cả cô nàng. Năm nay thì mùa hè cũng là một cái mùa mà chúng ta sẽ rất là đáng chờ đón, vì là chúng ta sẽ quay trở lại với công việc, quay trở lại với buồng của anh sau một khoảng thời gian dài mà dịch bệnh như thế này. Và bây giờ thì nói chung là mọi người bắt đầu lựa chọn cho mình những cái mẫu váy để mọi người mặc đi làm sao mà nó phải khác biệt so với những năm trước. Thì Mega Fashion năm nay cũng ra rất là nhiều những mẫu váy khác biệt so với những năm trước, nên mọi người yên tâm là chỉ cần like fanpage của Mega Fashion hàng tuần, hàng ngày cứ vào truy cập vào xem, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều mẫu váy đẹp nhá. Đây là một cái mẫu váy với họa tiết hoa nhí rất là xinh. Đó, màu sắc của nó cũng rất là nổi bật. Chất liệu chính là lụa voan cao cấp và đến từ một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng tại Thâm Quyến, đó là Lycra. Đây là một cái thương hiệu mà ai mà đến Thâm Quyến thì mọi người cũng biết cả. Và Mega Fashion là đại lý chính thức ở Việt Nam của Lycra. Nên là khi mà mọi người mua những mẫu váy của thương hiệu này mà tại Mega Fashion thì mọi người hoàn toàn yên tâm là sản phẩm chính hãng. Đây, mọi người thấy là nó phối cái phần trước ngực ấy, là phần bụng nơ này. Đó. Và bên đây thì là bèo này, cực kỳ đẹp luôn. Tay thì là dáng tay bồng dài, eo thì là dạng eo chun. Đó, chân váy thì dáng là xếp ly nhá, xếp ly nhỏ. Mua váy này thì ví dụ như là mọi người mặc đi du lịch ấy, thì mọi người có thể biến nó thành một cái maxi, đúng không? Đi dạo biển, đi chụp ảnh, quá đẹp luôn. Đó, xinh quá luôn đấy mọi người. Em này thì cũng có đầy đủ size cho mọi người lựa chọn nhá. Đây, mọi người thấy là giá của nó rất là đẹp nhá. Size thì cũng có đầy đủ từ S cho đến XL. Mặc thì nó sẽ tầm dài đến bắp chân của chúng ta. Đó. Nhưng mà Phương mặc đang hơi bị ngắn. Giả sử như ai mà tầm 1m6 thôi ý, thì mặc cái chân váy này nó sẽ dài hơn một chút thì nhìn nó sẽ chuẩn và maxi hơn.